ta đến mọi thứ trong qua. And you watching Spicy Vietnam. Sở hữu một giọng hát đầy nội lực, Vũ Cát Tường đã trở thành tên tuổi quen thuộc của rất nhiều người. Tài năng của cô trải rộng ở nhiều thể loại như là R&B, blues, rock alternative, pop và ngay cả ở lĩnh vực kỹ sư y sinh, một cô gái rất là đa tài. Xin chào Vũ Cát Tường. Xin chào Annie và tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Spicy Việt Nam. Vừa là một nghệ sĩ mà cũng vừa là một kỹ sư, hai cái lĩnh vực đó có bổ sung hay là hỗ trợ cho nhau như thế nào không? Tường chỉ mới tốt nghiệp vào tháng 11 vừa rồi thôi, cho nên là cái thời gian khó khăn nhất là khi mình vừa phải làm nghệ thuật và vừa phải đi học, thì hai cái ngành đó nó đối lập nhau. Tuy nhiên là nó có một cái điểm chung duy nhất, nó cùng làm về sáng tạo, là về những thiết bị y tế. Và một cái thì mình sáng tạo theo kiểu là ngôn ngữ âm nhạc, mình có thể viết ra giai điệu, viết ra những tâm tư của mình để mình có thể đồng cảm, tìm được những người đồng cảm với mình. Tường thích nhất là điều gì của âm nhạc? Bạn thích sáng tác hơn hay là bạn thích biểu diễn hơn? Tường thích tất. Nói chung cái gì liên quan tới âm nhạc, kể cả chơi trống, chơi đàn, thì nó luôn luôn làm cho mình cảm thấy hứng thú. Thì khi mà mình sống trong nó thì mình không còn nhớ một cái gì khác ngoài nó cả. Âm thầm đôi thầy, mình anh bên những chiếc chiếc chim lần nơi. Mình anh quay trang vương bên về như ai ương tông về. Thấy không gian dài giống em. Mình anh mỗi đêm dù anh vào một giấc mơ cô em về. Dù mai đây anh thấy anh yêu em. Mình anh quay riêng anh trong đời vẫn đắng trên cao về bờ. Riêng bản thân Cát Tường thì em nghĩ là cái thành công của em là phần lớn, phần trăm dựa trên yếu tố nào? Đây là một câu hỏi rất hay. Mà Tường nghĩ là để mà mình có được đam mê này, để mà mình làm việc thật là điên cuồng này, phải mài mò cái khả năng của mình này, tất cả mọi thứ, thì đó là cái tình yêu của mình dành cho cái ngành nghề mà mình đang làm mà thôi. Mình có té bao nhiêu lần thì mình cũng sẽ đứng lên và mình làm tiếp mọi thứ để mình chứng tỏ là mình xứng đáng mình đạt được điều đó. Vũ Cát Tường có một style rất là unisex. Cái style này có quan trọng đối với bạn không? Mình không biết là nó gọi là unisex hay là nó gọi là manly hay girly. Khi mình mặc cái quần này thì mình cảm thấy thoải mái. Mặc cái áo này thì mình cảm thấy tự tin hơn khi mà mình nói chuyện với người khác. Khi mà đưa mình lên sân khấu thì mình cảm giác là mình được tung tẩy hơn. Annie cũng biết là Cát Tường rất là hay hát tiếng Anh. Việc hát tiếng Anh như vậy có mang lại được những cơ hội mới hay là những trải nghiệm mới cho bạn như thế nào? Dĩ nhiên là khi mà mình hát bằng một cái thứ tiếng ngoài tiếng của mình mà trước mặt những người gọi là ở ngoại quốc, cảm giác là chúng ta tự tin hơn và chúng ta nhờ cái khả năng ngôn ngữ thì mình mới kết nối được với văn hóa khác, mà ở đó họ có những cái hay mà mình cần phải học. Tường cũng có một người bạn ở New York, anh ta học về âm nhạc rất là chính thống. Những cái sáng tác của Tường thì Tường hay gửi cái đó, và anh ta thường trao đổi với Tường, feedback lại và đưa lại cho Tường. Rồi cứ như vậy Tường kết hợp được giữa cái hay của bạn đó học ở bên kia và cái mà mình đang có sẵn, thì nó thành một cái thứ gì đó mới mẻ hơn. Với một người bạn ở New York như vậy thì không biết là có tạo cho Cát Tường thêm những cái tham vọng là mình có thể vươn tầm ra thế giới cũng như là biểu diễn ở nước ngoài không? Dĩ nhiên thì mình luôn muốn là cái khả năng của mình phải đào sâu hơn nữa. Tường thì luôn mong là tìm kiếm học bổng về âm nhạc ở nước ngoài, ở nước bạn, và đào xa hơn nữa để mình mang những cái gì hay ho nhất của mình và của Việt Nam mình đi ra nước ngoài. Cảm ơn Vũ Cát Tường đã dành thời gian trò chuyện với Annie và Spicy Việt Nam. Hy vọng là một ngày nào đó sẽ đọc thấy một bài báo của Cát Tường biểu diễn ở New York. Cảm ơn Annie và cảm ơn tất cả khán giả đã theo dõi chương trình.